Một vị trí đất cực đẹp nha quý vị Bám mặt tiền đường nhựa 32 m quý vị ơi Và sâu cho 32 m Ở đây đối diện căn biệt thự Kế trường học Cấp 1 Minh Thắng quý vị ạ Đó Trường cấp 1 Minh Thắng thì học sinh ở đây rất là đông đúc rồi nha Rồi người dân ở đây sống san sát rồi Chúng ta có thể thấy một khu vực rất là đông Đông dân Và lô đất của chúng ta nằm ngay đây nha quý vị Tính từ cọc cao su này quý vị ạ. Từ từ mép của vườn cao su này chạy theo chủ đất rất là kỹ nha đó chủ đất rất là kỹ đã đóng cọc bê tông rồi 2 m một hai m hai m một cọc 32 m sâu vào 32 m và đã có cọc ở sau rồi nha đã rào và thép hết rồi nha quý vị rào thép hết rồi và chúng ta thì thấy ạ cách 100 m thôi quý vị là chúng ta tới trục đường chính trước mặt rồi và sẽ trái sẽ phải 20 m nữa chúng ta tới cổng trường học đó đất ngay cổng trường học nha 32m sâu cho 32m và vị trí bất động sản này hiện tại giá chỉ hơn 1 tỷ đấy nhé quý vị hơn một tỷ thôi nằm ngay trung tâm của xã Minh Thắng thị xã Trân Thành tỉnh Bình Phước cách quốc lộ 14 chỉ 500m quý vị 500m từ quốc lộ 14 di chuyển vào đây và chúng ta di chuyển ra chợ Minh Thắng này trường các cấp Minh Thắng cũng rất là gần đặc biệt hơn nữa di chuyển lên đồng xoài cũng chỉ 15 km và chúng ta di chuyển ngược lại chúng ta về à, Trơn Thành cũng chỉ 12 km là tới trung tâm hành chính thị xã Trơn Thành tới khu nghiệp Begamex cũng chỉ 10 km là tới tới khu nghiệp Begamex Trơn Thành giai đoạn một rồi và ở đây thì có quy hoạch sân gôn Minh Thắng như vị sân gôn Minh Thắng vị trí bất động sản chúng ta cách đất quy hoạch sân gôn Minh Thắng chỉ 600m là chúng ta đã tới đất quy hoạch sân gôn Minh Thắng rồi và đặc biệt di chuyển theo hướng này chúng ta sẽ vào Hồ Phước Hòa một cái hồ có diện tích mặt nước lên tới hơn ngàn hecta à, diện tích mặt nước và gọi là cái hồ đẹp nhất thì sẽ Trần Thành tỉnh Phước. Quý hàng quan tâm tới vị trí bất động sản đắc địa này liên hệ ngay trọng thơ qua số điện thoại trọng thơ để bên nhớ bình luận. Hẹn gặp lại quý hàng tại vị trí đất được trọng thơ tư vấn và xem đất rồi chúng ta chốt nha.